mấy ngày sau trận đấu tỷ thí ngoại môn đã bắt đầu rồi trận tiếp theo bùi lăng với điền tùng hoành bùi lăng vừa bước lên sàn đấu vừa suy nghĩ tỷ thí ngoại môn cuối cùng cũng bắt đầu rồi trước tiên là trận đấu đầu tổ chức với các núi rồi sẽ đến ứng cử viên của các núi được chọn tham gia tuyển chọn ở khu vực cuối cùng sẽ chọn ra đại diện tiến hành tỷ thí cuối cùng trận này đấu này đúng là lớn thật còn tên mặt mũi gian xảo này là điền tùng hoành nhìn cái mặt này chắc chắn là người nhiều kỹ năng hay nói trắng chính là tiểu xảo mấy người bên dưới thấy điền tùng hoành lên đài thì bắt đầu gáy như mọi khi đối diện là tên xui xẻo nào vậy? Hòe âm phong của chúng ta có người như vậy sao? Ha ha ta cược cho sư huynh nhiều linh thạch hơn lần này thắng chắc rồi. Bùi lăng nhìn tên điền tùng hoành kia thì cũng sừng sốt, không hổ danh là tu sĩ nham hiểm của môn phái xảo quyệt, mặt của bà nội ta chế rồi cũng như hắn. Cứ như vậy bùi lăng và tên điền tùng hoành nhìn nhau chờ trận đấu bắt đầu, bên ngoài quan sát trận đấu tên trưởng lão của hòe âm phong Lý Bình, ông ta hôm nay muốn xem bùi lăng chết, như thế nào khi đấu với đệ tử mạnh nhất của hòe âm phong ông ta đã dinh thủ bùi lăng vì dám giết chế thằng cháu trai tạ quảng bình của ông ta luyện khí tầng 9 có sát khí mạnh như vậy mới lên đã gặp phải tên khó đối phó xem ra không thể nhẹ tay rồi tiểu tử trong tỷ thí xảy ra thương vong không phạm quy đến môn quy chuẩn bị chịu chết chưa sư huynh nếu như có bản lĩnh thì giết ta cứ đến đây trọng tài hô lên trận đấu bắt đầu lý bình lập tức lao lên dùng chiêu gì đó mà sát khí đầu lâu xương sẩu thế nhưng làm cho hắn bất ngờ rồi bùi lăng vậy mà lại có huyết quỷ độn pháp không ngoài dự tính tên kia bị một đao của yểm sinh đao chặt đôi người Bùi Lăng mãi định anh núi mãi đẹp trai Bùi Lăng nhìn tên kia, thì tự hỏi hắn ta yếu đuối như vậy sao, đúng là ngoài sức tưởng tượng, thấy không có phản ứng từ trọng tài Bùi Lăng liền quay ra hỏi là ta thắng rồi sao, tên trọng tài lúc này mới phản ứng đưa ra quyết định, trận thứ 6 Bùi Lăng thắng, tiểu tử nà là kẻ nào lại một đao chém chết Điền Sư Huynh, Bùi Lăng ta nhớ không lâu trước đây là, đệ tử may mắn sống sót đi ra khỏi Hàn Thị Sơn Trang, chính là Bùi Lăng trước đây cùng với đồng môn đi làm nhiệm vụ điều luyện sát rồi. Đúng là đáng sợ thật. Nghe nói tên tiểu tử này còn là đạo lữ của Kim Tố Miên đúng là, khiến người ta ngưỡng mộ, có thực lực như vậy trả trách lại có được Kim Sư muội Nghe mọi người bàn tán thông tin đồn về bản thân Bùi Lăng hận người truyền tin, còn tên Lý Bình thì hay rồi, nhìn thấy một màn thể hiện của Bùi Lăng tinh thần cũng bị dày vò. Mồ hôi đổ đầy đầu ông ta thầm đoán, huyết quỷ độn pháp huyết sát đao pháp, trừ phi chỗ dựa của tên tiểu tử này là người đó, tiểu tử này tiền đồ rộng mở, ông ta còn muốn tìm Bùi Lăng để báo thù cho chuyện của Tư Quảng nếu như đụng đến người này e rằng lý gia của ông ta cũng không còn nơi để chôn bùi lăng cúi đầu chậm rãi đi xuống cậu im lặng nghe những lời nói đàm tiếu về bản thân được lan truyền đột nhiên tên lý bình đó kêu bùi tiểu hữu dừng bước bùi lăng giật mình lẽ nào là muốn báo thù cho cháu trai sao bùi lăng cúi người khách lễ chào lý trưởng lão lý bình mặt mày nở ra dù là hơi gượng mà nói bùi lăng tiểu hữu tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy đúng là thiên kiêu của ngoại môn xin hỏi bùi tiểu hữu huyết sát đao pháp này là lệ chân truyền tặng cho ngươi sao đúng vậy bùi lăng khuôn mặt cũng tự tin hẳn lên lệ tiên tử thật ngại quá vì để bảo vệ cái mạng nhỏ này cải bệ vô dụng chỉ đành gọi tên của cô ra đây bùi lăng xác nhận suy đoán của ông ta là đúng lý bình lại chủ động nhận lỗi về mình lão phu dạy dỗ không tốt tư quảng không phân thị phi lại mạo phạm đến bùi tiểu hữu đúng là tự mình rước lấy hy vọng bùi tiểu hữu đại nhân đại lượng đừng trách tội lý gia của ta những chuyện này đã qua rồi ta cũng quên rồi móc ra một túi linh thạch lý bình tiếp tục đáp cảm ơn bùi tiểu hữu không so đo những linh thạch tinh phẩm này xin tiểu hữu phải nhận lấy Ngoài ra tỷ thí còn lại của Nam vực tiểu hữu không cần phải tham gia nữa, có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu cho tuyển chọn của 54 núi. Xin tiểu hữu trước mặt của Lệ Tiên tử thay Lý thị ta nói vài câu, cầm túi tinh thạch trên tay Bùi Lăng không khỏi vui mừng, kẻ thù đều có thể biến thành chân lớn, danh tiếng của Lệ Tiên tử quả thật là có ích. Bùi Lăng lại quay trở về nhà mới mua, tuyển chọn ở phía Nam là 3 ngày sau khoảng thời gian này không có gì làm, thôi thì cứ luyện đan trước đã, tiểu quỷ của Bùi Lăng cứ gọi là A Sinh nhé. A Sinh vào bẩm báo có khách đến thăm Bùi Lăng cho truyền không ngờ người đến thế mà hai chị em họ Kim, được cái biểu cảm của hai người khác nhau lắm, còn định đi luyện đan thì con ghẹ của Bùi Lăng đã đến, vừa đến người đã hỏi Bùi Lăng trận đầu qua chưa, đương nhiên màn dạo đầu đó nhằm nhò gì, xác nhận thông tin Kim Tố Miên hẹn sẽ loại Bùi Lăng ở tuyển chọn Nam Vực, Bùi Lăng câm nín, anh núi chẳng phải là đã bị ăn đòn rồi sao, sao mà nha đầu này còn thù dai như vậy, Bùi Lăng nghĩ đến cảnh lỡ tay làm chết người thì cũng cạn lời, cơ thể nhỏ bé của cô ta ngày nào cũng luyện đan, không may thì thất thủ đánh chết cô ta thì làm sao? đường tỷ của cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tố đài lúc này, thế mà lại lao tới cầm tay hai người làm cho tố miên đỏ cả mặt, ây ra được rồi hai vợ chồng có gì cãi nhau làm gì, có gì không thể thì từ từ nói được không, ai là vợ của hắn chứ, bùi lăng cũng thuận nước mà nói khiến cho tố miên càng thêm đỏ mặt, kim sư tỷ đều là đồn môn đánh đánh giết giết không tốt đâu, kim sư tỷ nếu như tỷ giỏi luyện đan chi bằng chúng ta hãy đấu luyện đan, người nào thua sẽ để cho đối phương tùy ý xử trí thế nào, tố miên giật tay ra khỏi bùi lăng thì luyện đan với ta sao nếu như đã muốn chết như vật thế thì thành toàn cho bùi lăng này vậy tốt vậy thì chúng ta thi thử hãy luyện Bùi nguyên đan đi hai người cứ như thế luyện Bùi nguyên đan theo cách của bản thân mình đầu tiên là lấy ra lư đỉnh trước tố miên quay sang kêu sư tỷ bắt đầu đi cho tỷ làm người chứng kiến sau khi xong việc đừng cho tiểu tử đó hối hận thế mà sư tỷ này kỳ ghê trong đầu đã hiện lên mấy kiểu hấp dẫn rồi tiểu tố miên đã biết sai chưa cô cho rằng cặp đôi này đúng là chơi lớn thật bên nào thua buổi tối nhất định cũng bị dày vò tối bắt đầu luyện hóa nguyên liệu ra để luyện đan bùi lăng đứng nhìn thủ pháp thật xứng đáng được gọi là thiên tài luyện đan sư quả nhiên có chút tài năng nhưng nếu so với cậu hệ thống thì còn thua xa sư tỷ thấy bùi lăng chỉ đứng xem thì đã hỏi là cậu không bắt đầu sao bùi lăng giơ tay lên ra hiệu không vội nhường cho cô ấy trước nhà đầu này cũng tự cao bùi lăng phải để cho cô ta tự cảm nhận được khoảng cách thực lực mới có thể hoàn toàn chinh phục được cô ta đấy là do bùi lăng nghĩ chứ vị sư tỷ kia đã nghĩ tới cái tư thế bóc lột sức lao động này rồi vừa liên tưởng cô ấy còn nhỏ cả dãi cho rằng Bùi sư đệ là người thích một phương bị động cho nên cố ý không trực tiếp nhận thua. Một lúc sau thời gian cũng đến Bùi Lăng chọn hệ thống luyện chế bùi nguyên đan, nhưng mà biến cố xảy ra rồi, hệ thống phát hiện đan lư bát phẩm hệ thống miễn phí tặng, hệ thống còn kiểm tra thấy luyện đan lư bát phẩm còn đang bị chiếm, hệ thống sẽ tự động xóa bỏ người chiếm dụng. Bùi Lăng nhìn cảnh mặt mày xám xịt lại rồi, Tố Miên lúc này không hề phát giác ra Bùi Lăng đang lao tới, cô còn tự phụ cho rằng Bùi Lăng tuổi tôm với cô, lúc này hệ thống điều khiển thân thể của Bùi Lăng tiến hành xóa bỏ chiếm dụng. Tố Miên cứ thế mà bị đá cho một cú vào mặt, Tố Miên nằm vật ra đất, sư tỷ kia lại nghĩ ra một trò khác của Bùi Lăng rồi, đúng là trí tưởng tượng phong phú, đã thế còn cho rằng bộ dạng vội vàng của Bùi Lăng là sắp bắt đầu làm việc rồi, sư tỷ chủ động rời đi trước, Bùi sư đệ hai người cứ làm trước đi ta xin cáo từ, Bùi Lăng đứng trước lư đỉnh bát phẩm lại thầm mắng cầu hệ thống, lần sau làm chuyện xấu gì thì cũng phải đổi người khác hãm hại chứ. Sau một thời gian ngất đi Tố Miên cũng đã bắt đầu tỉnh dậy rồi, vừa mới tỉnh cô bật dậy gào lên nhất định phải giết Bùi Lăng sau khi luyện đan không biết có làm gì không mà bùi lăng đã kiệt sức cậu cũng lời giải thích chỉ kêu là cậu thắng rồi tố miên nhìn đống đan dược trong lư cũng không khỏi kinh ngạc vậy mà lại là bồi nguyên đan cực phẩm bùi lăng nhẹ giọng vừa nãy ta không cố ý động tay nhưng mà cô muốn đánh trả lại thì cứ đánh ngươi lại có thể luyện chế ra bồi nguyên đan cực phẩm ư ừ. tố miên mặt hơi miếu bắt đầu chảy nước ngươi thắng rồi bùi lăng vội lo lắng đứng dậy này đừng có khóc chứ tố miên giọng trầm xuống cô chủ động bỏ đồ dẫn xuống nhìn cũng rất là nuột ngươi muốn làm cái gì thì tùy ngươi Bùi Lăng Nghiện còn ngại cậu tiến tới giữ vai của Tố Miên lại, "Sư tỷ đừng làm như vậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả Bùi Lăng? Đương nhiên là Bùi Lăng Nghiện, nhưng nếu ra tay với Tố Miên, thì đường tỷ của cô chẳng phải sẽ xé xác cậu ra sao? Nói cho ta biết tất cả tình hình của cuộc tuyển chọn nam vực là được rồi, đơn giản như vậy sao? Ngươi muốn tìm hiểu về tuyển chọn phía nam nói với ngươi là được, Tố Miên cũng bị dao động rồi, cơ hội tốt như vậy mà lại không động thủ, lẽ nào là cô đã hiểu lầm Bùi Lăng rồi sao? Thực lực của Thánh Tông là tôn Đông Tây Nam Bắc bốn vực cách 10 năm lại tổ chức một lần tỷ thí ngoại môn, để quyết định phân phối tài nguyên, tuyển chọn phía Nam là chọn ra đệ tử đại diện Nam vực, tham gia tỷ thím cuộc tuyển chọn lần này người phải chú ý là sư huynh công trị ngôn của Nhược Tú Phong ta, nếu như không có gì bất ngờ có lẽ huynh ấy là người đứng đầu, trong tuyển chọn lần này, ngoại trừ công trị ngôn ra còn có bốn vị tu sĩ cần ngươi phải cảnh giác, phân biệt là Tần Khánh của Phi Lư Phong, Thẩm gia của Quỷ Thủ Phong, Triệu Thiên lại của Huyết Hồ Phong và Đoan Mộc Minh Yên của Quỷ Liễu Phong. Vậy thực lực của bọn họ so với đường nam trai thì thế nào? Đường nam trai thực lực của công trị ngôn nhất định là mạnh hơn đường nam trai, mà những người còn lại có lẽ là ngang bằng với đường nam trai. Bùi lăng nghe xong thông tin mình cần thì cũng cảm tạ mời sư tỷ rời khỏi. Ban đầu luyện khí tầng 7 đã có thể chặn lại tấn công của đường nam trai không sao, bây giờ đã là luyện khí tầng 9. Ngoại trừ công trị ngôn ra có lẽ không ai có thể gây uy hiếp với cậu rồi. Quay sang bùi lăng thấy tố miên đỏ mặt chưa rời đi. Đây là triệu chứng chịu chống rồi sao hả? Bùi lăng nảy số mắt sáng lên mà hỏi sư tỷ còn có chuyện gì khác sao tố miên giật mình ấp úng cô đặt tay lên bờ đỡ ta muốn chủng ngọc đan cực phẩm mà ngươi luyện chế có thể bán lại cho ta một viên được không bùi lăng cạn lời tí thì dọa cậu hết hồn còn tưởng nha đầu này đòi báo thu nữa chứ bỏ đi cầu hệ thống lừa cô ta nhiều như vậy nên bồi thường một ít thì hơn đây là chúc cơ đan phương và một vài đan dược cực phẩm do ta luyện chế xem như là bồi thường cho trước đây tố miên cầm theo đan dược vô cùng vui sướng còn đợi sau khi nghiên cứu xong sẽ sớm đánh bại được bùi lăng vừa về đến nhà thì đụng mặt sư tỷ rồi Ta đã nói mà hai vợ chồng có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, nhìn bộ dạng của muội Bùi Sư Đệ đã hầu hạ muội không tệ, chỉ là nhanh hơn tưởng tượng của ta thôi, tỷ đang nói cái gì vậy? Sinh hoạt vợ chồng thì có gì mà không đáng tin cậy, Kim sư muội, không cần xấu hổ vừa nãy khi muội luyện đan Bùi Sư Đệ đã vội vàng lén đánh muội, còn khiến muội ngất đi ta đã nhìn thấy hết rồi đấy, qua những lời không rõ ràng của vị sư tỷ này, Tố Miên đã suy nghĩ đến một phương diện khác mà đỏ mặt lên, tại tuyển chọn phía nam, tên sư huynh bám lấy Tố Miên như một con cún vậy, cửa ải đầu tiên của lần tuyển chọn này muội cứ ở bên cạnh ta ta sẽ bảo vệ tốt cho muội đa tạ ý tốt của thiều sư huynh ta không cần đâu thiều sư huynh tố miên của chúng ta đã là hoa có chủ rồi đừng làm phiền nữa cái gì là kẻ nào dám cướp tố miên của ta chỉ sang bên của bùi lăng nhìn thấy chưa chính là bùi sư đệ đứng ở xa xa kia người ta tâm đầu ý hợp với tố miên huynh đừng nhúng vào nữa tố miên tin vào những gì mình nghĩ lại tiếp tục chạy qua chỗ của bùi lăng cửa này ngươi đừng để bị loại đấy cửa tiếp theo ta sẽ khiêu chiến với ngươi ở lôi đài bùi lăng đến cạn lời chẳng hiểu gì bên trên đường sư tỷ và trịnh ta cưa đã ở trên quan sát rồi vị lão già bên cạnh còn quay ra mà nói với đường tỷ kim mạch chủ quan hệ của bùi lăng và kim sư muội này thân mật như vậy trừ khi lời đòn về lời hứa bên nhau của hai người là thật đù còn có cả vụ hấp dẫn này nữa sao mà ta biết được chú tố miên đích thân nói với ta đó là lời đồn lẽ nào cô ấy lừa đường tỷ ta sao đường sư tỷ lại quay ra quát anh trịnh hỏi ngươi đấy rốt cuộc là sao không phải ngươi đảm bảo tên tiểu tử kia sẽ không mạo phạm tố miên mà nhìn cặp đôi này tự dưng tôi lại thấy hợp cả đấy khéo là một cặp vừa đôi đường sư tỷ lại dọa cho trịnh ta cưa còn chưa lành thương tích sợ mất mật nhìn chung thì người này cũng bạo lực quá rồi cửa ải đầu tiên của tuyển chọn nam vực tranh đoạt bóng đồng bóng đồng là 100 người phá vỡ bóng đồng thì có thể thông qua cửa này bóng đồng bắt đầu rơi xuống không ít người yếu kém đã lo cứu mạng của bản thân rồi bùi lăng né được bóng đồng rơi xuống không khỏi không cẩn thận tuyển chọn phía nam tổng cộng có hơn một người nhưng chỉ có 100 bóng đồng xem ra đại đa số mọi người đều bị loại ở đây. Bóng đồng này tuyệt đối không đơn giản như vậy phải quan sát thêm một chút. Bên cạnh một tên điên cuồng đòi thông qua cửa này với tư cách người đầu tiên, hắn ta điên cuồng tác động vật lý, quả cầu đột nhiên cũng nứt ra rồi. Không có tiếng u u khẹt khẹt ọp ti mừng từ dai nào cả quả cầu đó, cũng đã biến thành một hình nộm. Nó chỉ quất tay một cái với cánh tay to lớn đã khiến cho tên kia bay đi. Bùi lăng không ngờ bóng đồng đó vậy mà là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Cậu biết ngay thử thách đầu tiên của cái tông môn nham hiển này không đơn giản như vậy rồi mà. Tên công trị ngôn lúc này cũng bắt đầu ra tay rồi, hắn ta gọi ra đống nữ quỷ lao đi tấn công. Những nữ quỷ kia thành công khiến cho con hình nộm kia tức giận, nó lao tới định tấn công trị ngôn, công trị ngôn hắn không hề dao động, căn bản hắn ta tự tin vào thực lực của mấy con quỷ hắn tạo ra, quyết định gia tăng sức mạnh công trị ngôn cắn tay kêu kỳ va biến thân, các nữ quỷ kia như được tiếp thêm sức mạnh điên cuồng kêu gào lao đi tấn công, cả đường sư tỷ lẫn trịnh ta cưa đều kinh ngạc và e rè, thập phương huyết ma trận, công trị ngôn lại luyện thành trận pháp này xem ra người đứng đầu cuộc tuyển chọn phía nam lần này đã được lên trên bảng rồi tên đầu tiên đã bị đánh cho nát tan là nát tan con tim yếu mềm công trị ngôn người đầu tiên đánh bại đồng giáp cự nhân truyền tống đến cửa tiếp theo mấy tên khác nhìn theo chỉ biết ước rồi thì mấy tên cũng phát hiện ra điều gì đó mới mẻ đẹp đẽ hay ho đó là độn pháp của nội môn ta quen hắn hắn chính là bùi lăng không lâu trước đây hay được bàn tán xôn xao ma tử bùi lăng đi ra khỏi hàn thị sơn trang bùi lăng lướt qua với yểm sinh đao nhẹ nhàng đánh bại con nộm đồng giáp cự nhân truyền tống tới cửa tiếp theo Bùi Lăng cũng không ngờ chỉ với một đao mà đã cắt được, cậu còn nghi ngờ tông môn này rút ruột dùng chất liệu kém để làm đó chứ? Đường Sư tỷ nghiến chặt răng lại run lên, đáng chết tên dâm tặc này lại mạnh như vậy làm sao Tố Miên còn báo thù? Trịnh Ta Cưa cũng không ngờ thằng báo con tiểu đệ lại mạnh lên như vậy. Trịnh Ta Cưa liền nghĩ ra chủ ý nhờ Bùi Lăng giúp hắn lấy được Thất Tâm Ma Anh Liên, triệt để luyện hóa diệm cốt la sát đồ rồi, còn đang say sưa nghĩ về tương lai phía trước thì đằng sau sát khí đằng đẵng truyền tới, Đường Sư tỷ lại lấy anh núi ra để xả giận, không phải chân của ngươi bị gãy rồi sao, còn diễn kịch trước mặt của lão nương, con đàn bà thối ngươi cũng chỉ uy phong được nhất thời thôi, đợi lão tử sau khi luyện hóa xong diệm cốt la sát đồ nhất định báo thù, cuộc thi thứ hai của cuộc tuyển chọn thủ lôi, cuộc tuyển chọn lôi đài, 10 tòa lôi đài người đến trước sẽ là lôi đài chủ của cửa này, người đến sau có thể khiêu chiến lôi đài chủ và trở thành lôi đài chủ mới, lôi đài có cấm chế người nào thua sẽ tự động truyền tống ra khỏi lôi đài, đệ tử không lo lắng đến tính mạng vì thế không hạn chế số lần khiêu chiến khi thời hạn kết thúc người lôi chủ trên đài có thể thăng cấp thế là bùi lăng không sợ lỡ tay hạ tố miên rồi tố miên nhìn thấy thực lực của bùi lăng rồi thì biết chắc bản thân căn bản ăn không lại còn tên sư huynh kia lại khác hắn xem thường một đệ tử vừa mới nhập môn không được bao lâu mà cũng dám cướp tố miên hắn ta tự phụ cho rằng bùi lăng đây là chơi đồ rồi hắn ta quyết định đi khiêu chiến vạch trần bộ mặt của bùi lăng vừa được truyền tống lên đến đài hắn ta đã ngu người mà sủa bùi lăng ngoan ngoãn quỳ trước mặt của bổn tọa đi hắn không để ý một đường màu đỏ cắt ngang người không sai là Bùi Lăng dùng tốc độ cực nhanh chém hắn ta khiến cho hắn không kịp trở tay mà bị chém, ra tay nhanh quá Bùi Lăng còn chẳng nghe được người vừa rồi nói cái quần gì nữa. Mình là HM Kagori Review chuyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Tập 90 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.